Light Numbell Tricep Extension, làm đẩy tay sau với tạ đơn, rất tốt phát triển cơ tay sau to và nét hơn. Động tác tập chuẩn. Tư thế chuẩn bị: ngồi ghế và cầm tạ trên tay, hất tạ lên, nằm ở ghế băng thoải mái nhất, đưa hai tay ở vị trí cánh tay vuông góc với mặt đất, cẳng tay song song với mặt đất hoặc sâu hơn. Thực hiện: dùng tay sau đẩy mạnh hai tạ đơn ở hai tay lên, nhanh hơn nước xuống và thở mạnh ra, lên tới vị trí đỉnh, tay gần thẳng, cẳng tay gần như vuông góc với mặt đất thì dừng lại, thở hết hơi ra, cánh tay trên giữ nguyên không di chuyển, vị trí vùi trỏ cố định. Khi tạ ở vị trí đỉnh, dùng cơ tay sau hạ tạ chậm từ từ có kiểm soát và hít thật sâu tới khi cẳng tay song song với mặt đất hoặc sâu hơn như tư thế chuẩn bị. Bài tập này bạn tập 4 hiệp. Hiệp 1, khởi động 12-15 reps. Hiệp 2, 3, chọn mức tạ sao cho khi đẩy được 12-13 reps. Hiệp 4, chọn mức tạ max sao cho đẩy tối đa được 10-12 reps. Bạn cũng có thể tập từng tay một với mức tạ nặng hơn để cảm nhận cơ tay sau tốt hơn. Yêu cầu lựa chọn mức tạ phù hợp để chuyển động tác và tránh chấn thương. Nghỉ 30 giây đến 60 giây một hiệp, sau đó nghỉ 2 phút để chuyển bài.